Thuyền của George là con thuyền chạy bằng dây thiều. Nhanh lên George, con mau thả thuyền vào hồ nước đi, không là hết dây thiều đó. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào, nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để bà giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ bà sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Thánh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ, đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ, mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo. Thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp. Còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai. Vậy nói mẹ nghe, con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của sót nè. Con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của heo ba bỏ vào hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi, còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Heo ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Đó là một đồng xu. Wow. Biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh, lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ, chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè? Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa, con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chó, ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó.
Vậy là George bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp. Khu ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp. Đánh ra đi mấy con cua này. Mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chớ. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Peppa và các bạn đang cùng nhau ở trường học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc hộp thời gian, có chịu không? Hộp thời gian là gì hả cô? Một chiếc hộp thời gian là một chiếc hộp sẽ cho những người ở tương lai biết chúng ta đã sống ra sao. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho đồ vật mình muốn vào chiếc hộp. Sau đó mình đem chiếc hộp này chôn ở trong khu vườn của trường. Nó có lớn lên không cô? Không đâu Suzy. Những đồ này sẽ được chôn dưới đất trong rất rất nhiều năm. Được rồi, chúng ta nên bỏ gì vào đây? Quyển truyện tranh này. Còn giỏi lắm đó Peppa. Đĩa nhạc. Làm rất tốt Suzy. Đồ chơi. Nè. Đồng xu. Tem thư. Củ cà rốt. Oh, con rất thích ăn cà rốt đúng không Rebecca? Dạ phải. Tất cả những thứ này đều là những thứ rất tốt và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Con Anh Dương ơi, vậy tương lai sẽ như thế nào hả con? Theo con nghĩ nó sẽ ra sao? Con nghĩ là tương lai đó, con sẽ được sống trên mặt trăng. Và các bạn ở trái đất cũng sẽ rủ nhau tới thăm con. Còn con thì sẽ lái quả tiễn không gian. Chào cậu. Giờ chúng ta sẽ ghi hình để làm một thông điệp gửi cho những người ở tương lai. Nói xin chào với tương lai đi nào các con. Xin chào các bạn ở tương lai nha. Bây giờ chắc các bạn đã ở trên mặt trăng rồi đúng không? Và thường đi nghỉ mát ở sao quả nữa. Và dùng quả tiễn không gian bay khắp nơi trong vũ trụ. Các con làm rất tốt. Sắp tới giờ về rồi. Và các phụ huynh đã tới rồi. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Dì đang làm mùa thu Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để dới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần dới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của chó đi rồi. Con đừng lo chó, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Bà sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa.
Chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa, giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó, giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George mất quá. Ông người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Có vẻ hợp đó Peppa. George đã tìm thấy một cái nón. Con làm tốt lắm George. Ông người rơm cần thêm một khuôn mặt nữa. Đúng rồi Peppa. Con và George có muốn giúp ông vẽ khuôn mặt hay không? Dạ được thưa ông. George sẽ giúp ông vẽ đôi mắt và cái mũi. Còn Peppa thì vẽ cái miệng cho người rơm. Ồ vẽ đẹp lắm các cô. Vậy là ông người rơm đã được làm hoàn chỉnh. Xong hết rồi. Những chú chim nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm hạt giống trồng hoa của heo ông để ăn. Ông ơi, mấy chú chim nhỏ quay lại rồi kìa. Đừng có lo nữa Peppa. Ông người rơm sẽ dọa chúng bay đi hết cho coi. Richard có thể chơi với George mà. Richard à, con có muốn chơi với George hay không? Không. George cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại George. Richard, con có muốn xem chú khủng long của George không? Khủng long. George, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard, George chơi khủng long của con có được không? Dạ không. George và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hai con dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được. Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? Trước tiên, chúng ta phải đổ đầy cát vào xô. Rồi chúng ta lật ngược cái xô lại và gõ nhẹ lên chúng. Bây giờ, chúng ta nhấc cái xô lên. Giỏi lắm, Richard. Richard đã làm được một lâu đài cát. Lâu đài cát. Và George đã làm được một lâu đài cát. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đó nha. Sẵn sàng hết chưa? Dạ rồi thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm dã ngoại hôm nay. Tới rồi. Anh Hương. Anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Chui và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Này, tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải.
thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và chót ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không lăn. Mình cần có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vịt. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Ở đây tụi mình còn có nước cam tưởng tượng nữa. Và còn có bánh kem tưởng tượng nữa nè. Nó là bánh tưởng tượng. Nó ngon lắm đó. Không được. Có vẻ như bầy vịt không thích bánh tưởng tượng rồi. Thôi được. Chúng ta sẽ để phần cho khỉ bông, cho khủng long và gấu bông nữa. Ngon quá đi. Ô, khỉ nói là cái bánh này ngon quá đi à. Peppa, chót. Về nhà thôi con. Tạm biệt Chewy. Chót, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị Chót không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Con biết, ông ấy đang ở đâu rồi. Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Chót ơi! Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ! George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mẹ, mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Ba ơi! Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho sót thấy khỏe hơn. Xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy bà nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Mẹ.
Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em? Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Bà nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Nhưng em George trốn không có giỏi đâu ba. Bà tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. 1 2 3. Ôi trời, Peppa sẽ 4, dễ dàng tìm được George thôi. 5 6. George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Em chót không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em chót đang ở trong giỏ đồ chơi. Chót không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì bà nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. George, tìm được em rồi. Ôi George ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ George đã trốn sau tờ báo của heo ba. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. George, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô
cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn George đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Hai, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của George và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Vâng. Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chót muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ à. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu. Em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta? Mẹ sẽ đếm tới ba. Lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai, ba, nhảy. Bà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ba có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Cũng được. Một, hai, ba, bay cao. Bánh ngon quá đi. Ba bắt trời non. Ba ơi. Peppa, George, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? George và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Ừ, cũng được. Chắc là xem tivi một chút, các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa. Chương trình này xem chán quá hả chớp? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe. Hình như là con đặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt sót nha. Tới lượt con. Cao nữa. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị. Bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con. Đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào. Có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi.
Và hai người lớn cũng vậy. Được rồi, mình sẽ tới thăm cậu. Mình sẽ mặc bộ đồ y tá của mình. Vậy là cừu Suzy đi tới thăm Peppa, và Suzy mặc bộ đồ y tá của mình. Chó Danny và thỏ Rebecca cũng cùng tới với Suzy. Chào cậu Peppa. Xin chào. Mẹ, cậu cảm thấy sao rồi? Mình thấy không khỏe lắm Suzy. Mình phải nằm yên trên giường. Tụi mình có thể làm gì để cậu thấy đỡ hơn? Cậu lấy nước cam cho mình được không? Được rồi. Có vẻ như Peppa đang tận hưởng việc này. Cảm ơn Suzy. Cậu có cảm thấy đỡ hơn không? Đã đỡ hơn một chút. Danny, hãy hỏi mẹ mình ăn kem được không? Và Rebecca, cậu hái hoa cho mình được không? Ở ngoài giường đó. Bác sĩ gấu nâu đã quay lại để xem Peppa đỡ hơn chưa. Tốt quá, y tá đã tới đây rồi. Bệnh nhân như thế nào rồi hả? Con không phải y tá thật sự. Con chỉ giả bộ thôi à. Bác hiểu rồi. Con để bác khám lại cho bệnh nhân nha. Dạ được thưa bác sĩ. Tốt lắm. Không còn những nốt đỏ nữa. Giờ con đã khỏe lại rồi. Không phải là con còn bệnh sao? Con cảm thấy thế nào? Con nghĩ là con nên nằm trên giường một chút nữa. Bây giờ bà muốn chơi bóng một chút ở ngoài giường. Có ai muốn cùng chơi không nào? Con nữa. Thật là bất ngờ, con hoàn toàn bình phục rồi đó. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Lúc đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó, cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Quang ngô. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Quang ngô. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không? Ôi chót. Ờ, âm thanh là của chót. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Chót đúng là không giỏi thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Ừ.
Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi, nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa, cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa, chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi, trời sáng rồi con. Ủa, con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa, nàng tiên răng đã tới đó, và để lại một đồng tiền kìa. Hanh à. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn, và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết, còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là chốt đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Con không đọc được chữ nào hết. Cúp biển đã viết rất rõ ràng. Hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à. À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Wow, kho báu. Wow. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng, chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mỗi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất
Chót, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không, Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. À, Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi. Chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. George, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè, chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Ờ, em cũng vậy. Nhưng mà George thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn, nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Ba nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vừa quá. Nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con nữa. Vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn, người lớn cũng thích như vậy. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Tới được chị rồi. Tới được của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để bà chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kia, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi, cố lên. Cố lên xe, cậu làm được mà. Wow.
Vậy là Peppa và mọi người đã tới được lâu đài Windy rồi. Wow, nó thật là cao. Chúng ta mau lên trên đi. Phong cảnh nhìn từ trên đó rất đẹp. Các con nhìn kìa. Mẹ ơi, đó có phải nhà của ông bà không mẹ? Phải, đúng rồi đó con. Nó thật là xa. Vậy thì chúng ta nhìn bằng ống nhòm đi. Cho con nhìn trước được không hả ba? Được chứ, nhưng sau đó con phải để cho George nhìn nữa. Wow. Ống nhòm làm mọi thứ trông gần hơn thực tế. Con nhìn thấy ông và bà rồi nè. Nhìn đi George. George vẫy tay với heo ông và heo bà của mình. George ngốc quá. Ông và bà đang ở xa em quá nên không nhìn thấy em đâu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gọi cho ông bà. Alo. Dạ thưa ba, tụi con nhìn thấy ba từ lâu đài Windy nè. Ba vẫy tay đi. Ông và bà đang vẫy tay với chúng ta kìa. Con thích lâu đài Windy này. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và Sót. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình. Heo ba cũng đang mang ủng của mình. George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn. Nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Nếu như bạn muốn nhảy trong những vũng bùn thì bạn phải mang ủng của mình nha. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè. Con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Susie, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đưa tay trái bí của ba mình nha. Peppa, có chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước có biết chưa?
sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi, bà có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi bà ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Hổ lao. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương, chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được, tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ. Cho con đừng khóc nữa, bà có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? À? Không, nó là... khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Không ai biết trong hộp của con có gì. Ồ, George, em có gì vậy? Mẹ cũng làm một hộp cho George. Và em cũng bỏ đồ vào đó. Và chỉ mình George biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của George là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em George rồi. Khủng long đồ chơi của George không có trong cái hộp đó. Thì khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước.
Có thể, nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em con sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. George có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh dòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đây. Nào mọi người, ăn đi. George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh dòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không, là một nơi đặc biệt hơn nhiều. Bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Quang hô! Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi chó. Chó à, chụp đi con. Em chụp đi chó. Đây này chó. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em chó như vậy. Xin lỗi chó. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em chó còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi chó. Quang hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em chó một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ Peppa. Ném cho chị đi. Chụp nè George. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng. Ba le lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với 2 ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được.
Oh,